Thu Hằng ơi, cái cam của em nó quay nghiêng rồi em. Rồi mời cái lớp ổn định cơ thể mình ở trên tấm thảm đi ạ. Ngồi thật, tư thế thật thoải mái. Vươn dài cột sống. Gác quá nha, Tú Văn nha. Giữ cho cột sống cổ đến đốt sống lưng trên một trục thẳng. Hai mắt khép hờ. Hít vào thật nhẹ nhàng. Thở ra thật chậm rãi. Hít vào nhẹ nhàng. Thở ra chậm rãi. Tiếp tục hít vào và thở ra một hơi nữa nào. Hít vào nhẹ nhàng. Thở ra êm êm. Hai tay chắp trước ngực. Cả lớp cùng thực hành 3 tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít sâu nào cả lớp, hít sâu. Ô. Lần thứ hai nào, hít vào. Lần cuối hít sâu. Mời cả lớp hai tay thủ ấn Shimura, ngón trỏ đặt nhẹ dưới ngón cái, đặt nhẹ ở trên gối. Tiếp tục giữ lưng thật thẳng. Toàn bộ cơ thể được thư giãn và thả lỏng lúc này. Hãy thả lỏng cơ đầu, vầng trán, khuôn mặt, đôi môi mỉm cười nhẹ. Bạn cảm thấy thoải mái về tâm trí và về hơi thở. Hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật chậm. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hãy loại bỏ những tiếng động, những suy nghĩ ồn ào ở bên ngoài. Tập trung ý thức vào bên trong cơ thể. Tập trung ý thức vào ngôi nhà nội tâm của chính mình. Hãy quán tưởng cơ thể bạn đang ngồi ở vùng không gian bao la rộng lớn. Hãy tưởng tượng như bạn đang nhìn thấy hơi thở của ta như một luồng hơi trắng đục, đang từ từ, êm êm, nhẹ nhàng, qua mũi khi ta hít vào và thở ra. Chậm rãi qua mũi. Tập trung ý nghĩ của bạn vào vùng giao nhau giữa hai chân mày. Vùng giao nhau giữa hai chân mày đang ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa từ vầng trán đến đỉnh đầu. Hít vào thật chậm. Thở ra thật sâu. Hãy tiếp tục lắng sâu trong hơi ấm, trong hơi thở của chính mình. Và cảm nhận sự tĩnh lặng hoàn toàn bao trùm xung quanh bạn. Và hãy cảm nhận sự bình yên tuyệt đối lúc này. Từ từ thu nhẹ tâm trí mình vào. Và hãy tiếp tục lắng sâu trong hơi thở của chính bạn. Hít vào nhẹ nhàng. Thở ra chậm rãi. Hít vào nhẹ nhàng, đưa hơi qua hai cánh mũi. Xuống cuống họng, xuống bụng.
căng tròn cơ bụng lên. Thở ra chậm rãi nhẹ nhàng. Hấp sâu bụng lại. Tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào từ từ căng tròn cơ bụng lên tối đa. Thở ra chậm rãi nhẹ nhàng. Hấp sâu bụng lại. Tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào theo nhịp đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra theo nhịp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào từ từ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra hấp sâu. Rút sâu cơ đáy sàn chậu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hấp sâu bụng lại. Tống hết hơi ra bên ngoài. Lần nữa hít vào căng tròn cơ bụng lên như một quả bóng. Nín thở, giữ hơi. Thả lỏng vòng trán, vươn cao cột sống. Giữ hơi giúp tăng sức bền, tăng sức chịu đựng cho bản thân mình. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hấp sâu bụng lại. Tống hết hơi ra bên ngoài. Lần nữa hít vào căng tròn cơ bụng lên như một quả bóng. Thở ra nhẹ nhàng, hấp sâu quả bóng lại. Xì xì xẹp xẹp quả bóng. Tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào theo nhịp. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra chậm rãi. 10, 9, 8, 7. Hấp sâu hơn nữa nào. Tống hết hơi ra bên ngoài. Lần cuối hít vào theo nhịp đếm. 1, 2, 3, 4. Căng tròn cơ bụng lên. Nín thở giữ hơi. Môi miệng cười, thả lỏng vầng trán. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra chậm rãi nhẹ nhàng. Hấp sâu bụng lại. Tống hết hơi ra bên ngoài. Mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên nào. Hít sâu nhẹ nhàng, thở ra chậm rãi. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra chậm rãi. Hít vào vươn hai tay lên cao. Vươn thẳng hai tay lên trời. Mở căng căng, mở rộng người đầu ngón tay của mình. Rút sâu bụng rộn. Thả lỏng cầu vai. Giữ. 3, 2, 1. Hai tay chắp lại. Nhẹ nhàng kéo hai tay về phía trước. Xoa ấm, xoa nóng hai tay của mình vào nhau. Tạo độ nóng ấm cho đôi bàn tay. Rồi có hơi ấm rồi, hãy đưa tay lên mắt cho hơi ấm tràn vào mắt. Lần thứ hai nào cả lớp. Trang của Thu Hằng cứ tắt tắt mở mở ha, em cái mạng mình em yếu ha. Đưa tay lên mắt, massage nhẹ mắt của mình. Giúp cho mắt mình trong hơn, sáng hơn nè. Rồi nhẹ nhàng kéo hai tay ra phía trước. Nhìn vào lòng bàn tay, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt. Hai tay chắp trước ngực, cúi đầu chào nhau. Namaste. Nguyễn Huyền xin chào cả lớp mình một lần nữa. Rồi mình bắt đầu hai tay
Thủ ấn Shimura. Hai tay ôm nhẹ gối trước cả lớp. Chúng ta chuẩn bị cho bài tập vai cổ gáy nào. Mình xin chọn một màn hình, có chọn màn hình nào rõ rõ ha. Hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Mắt mình vẫn nhắm nhẹ. Thở, hướng cằm về xương ức. Lần hai, nhờ chị Thu làm mẫu ha. Hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Thở, cằm về xương ức lần hai. Lần cuối, hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Giữ lại, hít sâu, thở chậm. Ba, hai, một, thở. Cằm về xương ức lần cuối. Ba, hai, một, hít mặt về chính diện. Thở, nhẹ nhàng xoay cổ sang bên phải. Hơi hướng nhẹ cằm lên. Hít vào về giữa. Thở, chậm rãi xoay cổ sang trái. Hít vào về giữa. Thở, xoay cổ sang phải đổi bên. Hít vào về giữa. Thở, xoay cổ sang trái đổi bên. Hít vào về giữa. Thở, xoay cổ sang phải đổi bên. Hơi hướng nhẹ cơ cổ lên trên. Hít vào về giữa. Thở, xoay cổ sang trái đổi bên lần cuối. Hít sâu thở chậm. Hít vào về giữa. Rồi mời cả lớp giữ cái chân phải lại, giữ cái chân trái lại, dang cái chân phải sang ngang. Đúng rồi. Chân phải sang ngang, mũi chân phải hướng về phía đỉnh đầu. Áp chặt hai mông xuống dưới thảm ha, đưa lực vào cả hai chân của mình luôn cả lớp nha, cả hai cơ đùi. Hít vào vươn hai tay lên cao. Vươn thẳng hai tay lên trần. Thở. Hóp bụng, vươn dài người về phía trước 45 độ. Hai tay kẹp sát mang tay, nâng lồng ngực lên. Hít vào, nâng lên. Thở, vươn dài về phía trước 45 độ lần hai. Áp chặt mông xuống dưới sàn. Hít vào, nâng lên. Thở, vươn dài cột sống về phía trước lần cuối. Tiếp tục siết bụng, vươn dài hơn nữa nào cả lớp. Kéo từ cái xương cục của mình ha. Rồi dần dần, hạ thấp dần. Hai tay bám thảm. Ai tốt, ngực, trán chạm xuống sàn. Ai không tốt thì cũng không sao ha. Mình tập từ từ, bò dần cơ thể về phía trước. Kéo dài cột sống của mình ra nào. Hít sâu thở chậm. Bò dài cơ thể về phía trước nữa nào. Đúng rồi, Lê Hương mới trước. Hôm trước thấy dẻo lắm mà. Ngực trán chạm sàn được chưa nào. 3 2 Mũi chân phải hướng lên trần cái lớp mình. Căng cái cơ đùi phải ra. 1 Hít vào vươn lên. Vươn thẳng cơ thể lên. Thở. Hạ tay phải trên đùi trái, tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang bên phải. Hít sâu thở chậm.
nghiêng căng hơn nữa nào cả lớp. Hít vào, vươn lên, hai tay vươn lên cao. Thở hà, nghiêng lườn sang phải lần hai, tay phải trên đùi trái, tay trái kẹp mang tay, đẩy căng lồng ngực lên nào, cao hơn nữa nào cả lớp. Căng lồng ngực, tiếp tục nghiêng sâu, hít vào vươn lên, thở, nghiêng lườn sang phải lần cuối. Ai tốt lần lần này tay trái nắm được cái mũi chân phải của mình luôn nào. Hạ thấp xuống và mình nắm được cái mũi chân mình luôn. Đúng rồi. Hạ tay xuống chạm được cái mũi chân của mình luôn nào cả lớp. Hít sâu thở chậm. Đúng rồi. Đẩy cái lồng ngực ha. Đẩy cái đầu mình qua. Tốt lắm cả lớp. 3. 2. 1. Hít vào nâng lên. Vươn thẳng cơ thể lên chậm. Thở, hạ hai tay ra sau, mũi tay hướng về phía mông. Áp chặt lòng bàn tay xuống dưới sàn. Xoay một vòng cho vai. Nâng cột sống lên. Vươn lồng ngực. Đúng rồi. Áp chặt mu bàn chân trái, áp chặt mu bàn chân trái xuống dưới thảm mà. Siết cơ bụng, siết cơ đùi, hít vào nâng hông mông lên cao. Mu bàn chân như lam ơi, đúng rồi. Thở, hạ hông mông xuống dưới sàn. Tiếp tục nào, xoay một vòng cho vai, nâng lồng ngực. Hít vào, nâng hông mông lên cao. Siết bụng, siết đùi lại cả lớp. Như Lam ơi, áp cái mu bàn chân trái, đừng áp cái mũi chân đau chân ha. Thở, hạ xuống sàn lần hai. Lần cuối, hít vào. Siết cơ bụng, siết cơ đùi, mở căng ngực. Xoay vai, nâng hông, nâng mông lên cao. Cầm hướng nhẹ về xương ức. Siết cơ bụng, nâng cao lên nửa nào cả lớp. 3. 2, 1, thở hạ hông mông xuống dưới thảm. Hít vào, vươn dài hai tay lên, vươn căng căng hai tay lên cao. Thở hấp bụng, vươn dài cột sống về phía trước, gập sát người xuống một lần nữa cả lớp. Thu Hằng bò dài tay về phía trước, kéo dài cột sống ra em. 3, 2, 1, hít vào, vươn lên, vươn hai tay lên cao. Thở, hạ hai tay xuống dưới sàn. Rồi chúng ta đổi chân nào. Co chân phải về, hướng chân trái sang bên trái, mũi chân trái hướng về phía đỉnh đầu. Hai mông áp chặt xuống dưới thảm. Hít vào. Vươn hai tay lên cao. Vươn thẳng hai tay lên trần. Thở hóp bụng, vươn dài cột sống về phía trước 45 độ. Hóp bụng, vươn dài cột sống nào, tay kẹp sát mang tay. Nâng lồng ngực lên cả lớp. Hít vào, vươn lên. Vươn thẳng cơ thể lên. Thở hóp bụng, vươn dài cột sống về phía trước lần hai. Hít vào, nâng lên, căng căng tay lên. Đúng rồi, thả lỏng cầu vai nha. Mình vươn tay thôi, thả lỏng cầu vai, tủ vặn. Thở, hấp bụng, vươn dài cột sống về phía trước lần nữa nào. Kéo từ xương cục, vươn căng cột sống. Dần dần hạ thấp người xuống, bò dài tay về phía trước. Ai tốt trán, ngực chạm dưới sàn. Quan trọng mông áp chặt xuống dưới thảm. Hướng mũi chân trái lên trần, căng căng cả hai cơ đùi. 3. Bò dài người về phía trước nữa nào, tôn lý. 2. 1. Hít vào, nâng lên.
vươn thẳng cơ thể lên. Hấp sau bụng lại. Thở, hạ tay trái trên đùi phải, tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang bên trái. Hít vào, nâng lên, vươn hai tay lên cao. Thở, hấp bụng, nghiêng lườn sang trái lần hai. Đẩy căng lồng ngực về phía trước nào cả lớp mình. Hít vào, nâng lên, vươn hai tay lên cao. Thở, nghiêng lườn sang trái lần cuối. Hạ tay trái trên gối phải. Rồi lần này ai tốt thì chúng ta nghiêng lườn sâu hơn nữa. Và tay phải nắm được mũi chân trái nào, đẩy căng lồng ngực về phía trước. Đúng rồi, lồng ngực căng hơn nữa cả lớp mình. Hạ thấp xuống nửa thu hằng, hít sâu thở đều, cố gắng thấp hơn nào. Chị Trần Tâm, đẩy cái lồng ngực về phía trước. 3, 2, 1, hít vào, nâng lên, vươn thẳng hai tay lên cao. Thở, hạ tay, hai tay ra sau, mũi tay hướng về phía mông, cách mông một gang tay. Áp chặt mu bàn chân phải xuống dưới thảm. Mũi chân trái hướng lên trần nhà cả lớp, căng chân của mình ra, xoay một vòng cho vai, mở ngực, cầm hướng nhẹ về xương ức, hít vào, siết cơ bụng, cơ đùi, nâng hông mông lên cao. Siết bụng đùi, thở, hạ. Tiếp tục xoay vai, mở căng lồng ngực. Siết bụng, siết đùi, nâng hông mông lên cao nữa nào. Thở, hạ. Lần cuối, mở vai, mở ngực. Hít vào, nâng hông mông lên cao. Hít sâu, thở chậm. Giữ thế lại ở đây, mẫu đang làm rất tốt ha cả nhà. 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ, mông hông xuống dưới sàn, hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở, hấp bụng, vươn dài cột sống về phía trước một lần cuối. Bò dài cột sống về phía trước nào. Kéo căng toàn bộ cột sống. Kéo từ phần xương cột, áp chặt mông xuống dưới sàn. 5, 4, 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào. Nâng người lên, vươn hai tay lên cao. Rồi thở hạ hai tay xuống dưới sàn. Đưa cơ thể mình dọc dọc song song với mép thảm. Rồi rung lắc nhẹ hai chân. Áp chặt hai mu bàn tay vào nhau, rung lắc nhẹ hai mu bàn tay của mình. Trả lại phần cơ tay cả lớp. Rồi mời cả lớp đưa cơ thể mình về tư thế con mèo. Co hai chân lại, hai chân đưa ra sau. Rồi tư thế con mèo, mèo bò như Lan. Đúng vậy. Siết sau bụng rốn, quay chặt tay vào. Cái phần trắng hướng vào trong, ký mũi chân xuống dưới sàn. Mở rộng. Bàn tay áp chặt lòng bàn tay xuống dưới thảm. Hít vào, võng lưng, rung ngực, rướng cằm. Thở, hấp bụng, cuộn từng đốt sống lưng, cằm về xương ức. Hít hai, võng lưng, vươn ngực, rướng cằm. Thở, cuộn từng đốt sống lưng, cằm về xương ức. Lần cuối, hít vào, võng lưng, vươn ngực, rướng cằm.
Hít sâu thở chậm. Thở, hóp bụng, cuộn từng đốt sống lưng. Gù cao lưng lên, cằm về xương ức. Đẩy lực lên vai, hít sâu, thở chậm. 3, 2, 1, hít mặt về chính diện. Tí sau mũi chân, nâng gối, rút bụng, đẩy mông hông ra sâu về tư thế cho ấp mặt duỗi mình thở hết hơi ra. Áp chặt gót chân xuống dưới sàn. Ai tốt thì mình căng cái gân kheo, còn ai không tốt thì co cái gối lại để áp chặt được gót chân xuống dưới sàn. Đẩy toàn bộ bả vai ra sau. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, nhón cao gót chân. Cao cao gót chân hơn nữa. Siết sâu bụng, rút bụng vào trong, đẩy đỉnh mông lên trên trần. Thở, hạ gót chân xuống dưới sàn. Đẩy vai ra sau. Hít hai, nhón cao gót chân. Rút bụng, kéo đỉnh mông lên trần. Cảm giác ai dùng lực tay kéo toàn bộ đỉnh mông mình lên cao. Hít sâu, thở chậm. Thu Hằng đẩy vai ra sau em. Giữ. 5. Thi Thi đẩy vai ra sau. 4. 3. 2. 1. Mắt nhìn về giữa hai tay. Đi từng bước chân nhỏ về phía đỉnh đầu. Đi bằng mũi chân, thẳng gân kheo. Hít sâu, thở chậm. Lớp mình sáng nay có nhiều người bị mệt, cho nên là hãy tập theo sức mình ha cả lớp chúng ta nào. Tập vừa phải. Rồi nhón cao mũi, gót chân lên. Ở động tác này cố gắng thẳng gân kheo, nhón cao gót chân. Thở, hạ gót chân xuống dưới sàn. Co nhẹ gối, bụng chạm vào đùi, cò cuối gập sâu. Hít vào, vươn ngực nâng lên nửa người. Vươn ngực nâng lên nửa người thôi cả lớp, đúng rồi. Thở, hóp bụng, cò cuối gập sâu. Cuộn từng đốt sống lưng, hít vào, vươn hai tay lên cao. Vươn thẳng hai tay lên trần. Áp chặt lòng bàn chân xuống dưới thảm. Chỉnh lại tư thế về đứng trái núi. Thở, hóp bụng, vươn dài cột sống về phía trước. Hai tay đặt cạnh chân, đỉnh đầu chúc xuống sàn. Co nhẹ gối lại nào, để khi mình cúi xuống cái cột sống lưng mình được thẳng. Áp chặt lòng bàn tay, chân phải hít bước dài chân phải ra sau. Thở, rút trái về bàn phải. Đẩy người về phía trước tấm ván. Đạp mạnh gót chân ra sau, hướng người về phía trước. Siết cơ bụng, siết cơ đùi. Thì Trần Tâm ơi, nâng cái cơ bụng lên ha. Lớp mình bữa nay là không có người mới nè, nhưng mà có những người giữ tấm ván vẫn chưa đúng nha. Thở, hạ gối, đẩy người về phía trước, hạ ngực giữa hai tay, cầm chạm sàn, mông nhô cao. Duỗi mũi chân, xoay một vòng cho vai, lướt người lên tư thế con rắn. Áp chặt bụng dưới xuống dưới sàn chị Thu. Áp chặt bụng dưới, đúng rồi. Thả lỏng hai vai. Ký mũi chân, siết bụng. Rút mông, đẩy hông lên cao về cho ấp mặt duỗi mình thở hết hơi ra. Hít vào, nhón cao gót chân. Thở, hạ gót chân xuống dưới sàn. Căng toàn bộ cái phần gân kheo ha. Mỗi lần chúng ta nhón lên và hạ xuống, cảm giác cái gân kheo mình nó được kéo giãn. Đẩy vai ra sau.
Co nhẹ gối, mắt nhìn về giữa hai tay. Lần này hãy nhảy bật, siết cơ bụng, siết cơ đùi. Giờ giữa hai tay nào. Đúng rồi. Thở co cúi gập sâu liền nào cả lớp, ép chặt bụng vào đùi. Hít vào, vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên trần. Thở hóp bụng, vươn dài người về phía trước. Hai tay đặt cạnh chân, đỉnh đầu chút xuống sàn, thở hết hơi ra. Ép chặt lòng bàn tay xuống dưới sàn. Chân trái, hít bước dài chân trái ra sâu. Nín thở, rút bước phải về bàn trái, đẩy người về phía trước, tắm ván. Siết sau bụng rốn, đẩy gót chân ra sâu. Giữ, 10, 9, siết bụng, nâng hông mông, cả lớp, đồng loạt, siết bụng, nâng hông mông. 6, 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ gối, ngực giữa hai tay, cầm chạm sàn, mông nhô cao. Duỗi mũi chân, xoay một vòng cho vai, lướt người lên tư thế con rắn. Ký mũi chân, nâng hông mông về cho úp mặt duỗi mình, thở hết hơi ra. Hít vào, nhón cao gót chân. Chân phải hít, đá chân phải lên cao. Mũi chân hướng xuống dưới sàn. Đẩy vai ra sau, về tư thế cho úp mặt ba chân nào. Vươn căng, căng hơn nữa cả lớp. Ý thức, bo nhẹ cái mông phải vào để tránh bị lệch hông. Thở, đẩy người về phía trước. Co gối chạm trán. Cố gắng rút sâu bụng rốn. Mỗi ngày chúng ta hãy cố gắng chạm được sát gần hơn nào. Hít vào, nâng lên. Thở, đẩy người về phía trước. Co gối chạm trán lần hai. Rút cao hơn nữa cả lớp mình. Hít vào, nâng lên. Thở, đẩy người về phía trước, co gối chạm trán lần cuối. Giữ lại ở đây, hít sâu thở chậm, mỗi hơi thở. Hít vào, thở ra, cố gắng siết sau bụng hơn, gù lưng cao hơn, trán chạm được vào gối. 3, 2, 1. Rồi hướng cái lòng bàn chân xuống dưới sàn. Hướng lòng bàn chân xuống dưới sàn, vẫn giữ tư thế đó. Hướng lòng bàn chân xuống dưới sàn thôi. Đúng rồi, và hướng cái mũi chân dần dần sát về giữa hai tay. Khi về được giữa hai tay rồi thì cái chân mình vẫn treo lơ lửng ở đó, chưa hạ xuống. Cố gắng hít sâu, rút sâu hơn nữa. 3, 2, 1. Rồi chậm rãi hạ lòng bàn chân xuống ở giữa hai tay nào. Hạ vào giữa hai tay luôn. Chỉnh cơ thể mình lại về tư thế mũi chân, gót chân ở phía sau thẳng. Đúng rồi. Hạ thấp cái mông xuống một xíu cả lớp mình. Nhẹ một vòng cho, nhẹ hai cái tay của chúng ta nào. Chạm cái gót mũi, chạm cái mũi tay dài nhất xuống dưới thảm thôi. Tách bụng ngực ra khỏi đùi. Đúng rồi. Hạ thấp mông xuống nữa như làm, đạp mạnh gót chân ra sau. Hoàn thiện cái phần trường tấn cao ở cái phần bên dưới nào. Căng chỉnh cái phần gốc, cái phần nền tảng trước. Hít sâu thở chậm. 3, 2, 1. Vươn hai tay lên cao, siết cơ bụng, nâng người lên. Vươn thẳng hai tay lên trần. Cơ đùi phải phía trước vuông góc. Đạp mạnh gót chân ra sau để căng cái cơ đùi trái. Làm việc cả hai cơ đùi. Ai chưa đứng vững hãy nâng nhẹ những cái mũi chân trước lên. Nâng nhẹ mũi chân trước lên. Và hạ xuống để cho cơ thể mình trụ vững hơn nào. Cố gắng lên chị Trần Tâm.
3, 2, 1. Vươn dài người về phía trước 45 độ, đánh hai tay ra sau song song với thân người. Đúng rồi. Hít sâu, thở chậm. Giữ thế. 5. Nâng lồng ngực lên chị Ngô Thị Bảy. 4, 3, 2, 1. Hít vào, vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên. Căng toàn bộ hai cơ đùi nào, mạnh mẽ đôi chân của mình, siết sau bụng rốn lại. Chắp hai tay lại, kéo sát hai tay về phía trước ngực. Vặn xoắn người sang bên phải, cài chỏ tay trái trên gối phải. Đúng rồi, cài mạnh vào ha, cho nó chặt vào. Rồi mắt hướng nhìn lên phía trên. Vẫn ký cái mũi chân nha cả lớp mình, không hạ mũi chân, giữ ở tư thế đó nào. Siết sau bụng rốn, đạp mạnh gót chân ra sau. Lực toàn bộ nằm trên hai cái cơ đùi và toàn bộ thân người mình được căng ra toàn bộ nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, xoay người về giữa. Tay vẫn giữ, chậm rãi, mới hạ người, hạ hai tay xuống, chạm sàn. Hít sâu, thở chậm, bước phải ra sau về bàn trái. Đẩy người về phía trước tấm ván. Thở hết hơi ra, thu hằng, rút bụng, đẩy mông lên. Giữ. 3, 2, 1. Hạ gối, hạ ngực giữa hai tay, cầm chạm sàn, mông nhô cao. Duỗi mũi chân, xoay một vòng cho vai, lướt người lên tư thế con rắn, cố gắng lướt người lên. Ký mũi chân, rút bụng, đẩy hông mông về tư thế chó ấp mặt duỗi mình, thở hết hơi ra. Chúng ta hãy đi chậm rãi, nhẹ nhàng và dần dần sẽ cải thiện cho cái động tác của mình nó mượt mà, và trong từng động tác nó sẽ sử dụng lực ở đây ha, động tác chậm mượt mà nhưng mà có lực. Tiếp tục hít vào, nhón cao gót chân. Đẩy vai ra sau cả lớp. Như Lam, Kim Cúc. Chân trái chuẩn bị, hít đá cao chân trái. Mũi chân hướng xuống dưới sàn. Đẩy người về phía trước, co gối chạm trán. Siết cơ bụng lại, đưa ý và đưa lực vào trong nào. Gối chạm được trán. Lần hai, hít vào, đá cao gót chân. Mũi chân hướng xuống dưới sàn. Bo nhẹ cái hông trái vào trong. Đẩy người về phía trước, co gối chạm trán lần hai. Như Lan siết cơ bụng lại, gù cao cái lưng lên. Đúng rồi. Hít vào, đá cao gót chân. Đẩy người về phía trước, co gối chạm trán lần cuối. Mỗi hơi hít thở, cố gắng gù cao lưng lên, đẩy người về phía trước chạm được vào nhau. 3, 2, 1. Lòng bàn chân trái hướng xuống dưới mặt sàn. Đúng rồi, hãy đi nhẹ cái chân đó về phía giữa hai tay. Và đi nhẹ thôi và treo lơ lửng hai cái chân đó, cái chân của mình ở trên nào. Áp chặt tay xuống, siết sau bụng, rút chân lên lê hương, treo lơ lửng tay ở giữa hai chân. Chân ở giữa hai tay. 3, siết sau nữa nào, 2, 1, rồi hạ chân trái giữa hai tay. Chỉnh cái phần nền móng cho thật vững chắc, đạp mạnh gót chân ra sau. Nhẹ cho hai tay, chống mũi tay xuống dưới sàn, chạm cái mũi tay dài nhất. Tách bụng ra khỏi đùi. Chống bằng mũi tay thôi cả lớp, đúng rồi, hướng bụng ra khỏi đùi. Vươn dài cột sống về phía trước. Đạp mạnh gót chân, chỉnh phần nền móng. 3, 2, hạ thấp mông xuống dì thu.
Đạp mạnh gót chân ra sau, hạ thấp mông xuống. Một. Hít vào, vươn hai tay, nâng hai tay, kẹp sát mang tay, thẳng người lên. Cơ đùi hạ thấp xuống cả lớp. Tôn lý, đạp mạnh gót chân em ra sau để căng cái cơ đùi sau lên, tôn lý. Cái phần nền móng nó còn lung lay quá nha. Siết cơ bụng lại để chắc hai cái phần cơ đùi nào. Nâng nhẹ mũi chân trái lên. Và mới chạm xuống thì lúc này nó sẽ giữ chắc và thăng bằng hơn nè. Hằng đạp mạnh gót chân ra sau, nâng cơ đùi sau lên. Chị Trần Tâm cũng vậy. Đưa lực vào trong để cái tư thế này thật mạnh mẽ nào. Lên cơ ở tư thế này coi. Tiếp tục hóp bụng, vươn dài người về phía trước 45 độ, hai tay đánh ra sau. Thể hiện sức mạnh của đàn chim bay nào cả lớp mình, giống như một đàn chim sải cánh bay vậy cả lớp. Vươn người về phía trước, đạp mạnh gót chân ra sau, hai tay đưa lực vào trong, vẫn giữ tư thế đó chị Tú Văn. 3, 2, 1. Hít vào, vươn người nâng hai tay lên cao. Chắp hai tay lại, kéo hai tay về phía trước ngực. Xoay người sang bên trái, cài chỏ tay phải vào bên đùi trái. Hai tay chắp lại, nâng cái lồng ngực, mở căng lồng ngực về phía bên trái. Và chậm rãi hướng nhẹ cái lòng bàn tay về giữa cái khe ngực của mình. Chị Kim Cúc đạp mạnh gót chân ra sau để cơ đùi sau thẳng lên nào chị. Đúng rồi. Lớp đang làm rất là tốt ha. Hãy đưa năng lượng và đưa lực vào bên trong. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay người về phía trước. Hai tay hạ xuống, đặt hai tay ở hai bên. Siết cơ bụng, siết cơ đùi, rút chân trước ra sau, về tấm ván. Tiếp tục giữ tấm ván 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ gối, lùi mông ra sau về tư thế em bé thở hết hơi ra, tách hai chân sang bên. Trán chạm xuống dưới sàn. Hai tay đẩy ra sau để thả lỏng toàn bộ tay chân của mình. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Thải hết chất độc axit lactic ra bên ngoài. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Hít sâu, thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Bò dài, hai tay về phía trước. Rút bụng, nâng hông mông lên, về lại cho ấp mặt duỗi mình, thở hết hơi ra. Về cho ấp mặt duỗi mình nó như Lam. Đúng rồi. Mệt quá hả? Ai mệt quá thì chúng ta sẽ nghỉ nha. Mình mệt quá mình cứ nghỉ khoảng mấy hơi rồi mình tiếp tục. Hít vào nhón cao gót chân. Mắt nhìn về giữa hai tay. Co nhẹ gối, nhảy bật về giữa hai tay. Ai không nhảy bật được thì chúng ta bước từng chân về giữa hai tay. Đúng rồi. Cúi người gặp sau nào cả lớp mình. Trán chạm vào, trán hạ xuống sàn, ai tốt thì mới chạm vào ống quyển. Hai lần này, hai tay ôm cái gót chân, siết cơ bụng lại, mỗi hơi hít thở cố gắng căng cái gân kheo ra, nhưng mà điều cốt lõi phải ý thức bụng chạm được vào cái phần đùi để chúng ta kéo giãn cái cơ dọc sống ở phía sau và đẩy cái phần mông hông lên trên. Thì lúc này toàn bộ cái cơ dọc sống và cái phần gân kheo phía sau đó được kéo giãn ha. 3, 2, 1. Hít vào, vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên trần. Hai tay đan vào nhau. Đẩy lòng bàn tay lên trên trần. Hít vào, nhón cao gót chân. Kích hoạt cho mũi chân của mình. Nhón cao gót chân lên nào cả lớp. Cuộn cơ mông lớn xuống, rút cơ bụng vào trong, không bị võng lưng như Lam. Cuộn cơ mông lớn, rút cơ bụng.
Rồi bé cứ trong tâm dậy rồi. Ôm con khỏi tập luôn. Giữ 5 4 giữ 3 2 1 hạ gót chân xuống dưới sàn, tách tay vươn dài gập người về phía trước 45 độ thôi. Vươn tay về phía trước cả lớp mình. Đúng rồi. Và tiếp tục hạ thấp xuống 90 độ, ngực song song với sàn. Tay kẹp sát mang tay, vươn dài về phía trước 90 độ, ngực song song xuống sàn, hạ thấp nữa đi Thi Thi. Hít sâu, thở chậm. 3, 2, 1. Hít vào, nâng lên, vươn hai tay lên cao. Hạ hai tay xuống, hai tay chống hông. Chân phải áp chặt xuống dưới sàn. Hít vào, nâng chân trái lên, vuông góc. Chân phải áp chặt xuống dưới sàn. Nâng chân trái lên, vuông góc. Đúng rồi. 3, 2, 1. Và nhẹ nhàng. Tay phải nắm lấy chân trái, đẩy thẳng tay chân tay về phía trước. Đẩy thẳng ra về phía trước nào. Thẳng cột sống lưng lên cả lớp mình, mạnh mẽ lên, vươn thẳng cột sống lưng. Giữ. 5 4 3 2 một, rồi hai tay mình nắm luôn chân nào. Vẫn giữ tư thế đó, lần này hai tay nắm luôn. Tiếp tục đẩy căng về phía trước. Đẩy. Giữ. Ai tốt? Hạ bụng chạm đùi. Hít thở điều hòa. Đúng rồi. Co nhẹ cái co nhẹ cái chỏ tay lại. Giữ giữ nào. Ở động tác này ai làm được rất là đẹp ha. 3, 2, 1. Rồi hít vào, nâng người lên, tay trái. Lần này tay trái nắm cái cổ chân trái của mình. Cái chân vẫn để mà nâng người lên thôi, chúng ta chân vẫn để. Bây giờ tay trái nắm cổ chân trái đâu. Tay phải vươn lên cao. Nắm thấp xuống mà, nắm thấp xuống mà hạ ra. Hạ lỏng tay ra, đúng rồi, nắm thấp xuống hạ lỏng. Nắm cổ chân á Lê Hương, Lê Hương không cần nắm cái mũi chân nữa. Nắm cổ chân đưa cái chân mình về phía về ở dưới rồi nha, hạ chân mình thấp xuống rồi. Đúng rồi, chân mình vẫn giữ hạ thấp xuống. Rồi nè, thở ra nè, vươn dài lưng về phía trước. Đẩy cái đùi ra sau, đúng rồi, vươn dài chân về phía trước, đẩy cái đùi ra sau. Chị Thu. Rồi căng toàn bộ tay chân về tư thế vũ công nào. Tay thủ ấn Shimura về tư thế vũ công. Đâu rồi, rớt hết rồi. Đúng rồi, về tư thế đỉnh của ngày hôm nay là tư thế vũ công. Tay ai mà rớt rồi, bây giờ chúng ta làm lại ha. Tay trái nắm cổ chân trái. Đúng rồi Lê Hương. Chụp hình cho Lê Hương nào. Đây, vũ công nha. Lê Hương đẩy cái lồng ngực lên một xíu. Đúng rồi Lê Hương, tay để như thế giống nãy, đúng rồi. Căng cái cơ đùi sau ra nữa. Đúng rồi, căng căng hai tay về tư thế vũ công. Rồi bắt đầu Lê Hương chụp hình xong rồi nè. Đến phiên ai chúng ta vào thế đi Kim Cúc nè. Ai xong mình hạ xuống ha. Kim Cúc, đúng rồi, hạ thấp cái tay xuống một xíu. Rồi Kim Cúc chụp hình xong. Ai xong mình hạ xuống, mình rung lắc đôi chân nha, nó hơi mỏi chân ở tư thế vừa rồi. Đúng rồi chị Thu. Nâng ngực lên và đẩy cái tay phải lên cao một xíu cho nó đẹp chị Thu. Hướng cái tay phải lên, đúng rồi. Nâng ngực lên, mắt nhìn về phía trước, đừng có nhìn xuống dưới thảm. Đúng rồi, rất là đẹp. Tiếp tục nè, tiếp tục. Đâu coi, Lê Hương rồi ha, Thi Thi.
Thi bị cái phòng bị chật á, em bị mất cái tay, hướng cái tay cao lên một xíu để thấy cái tay trước của em á, co nhẹ cái trỏ tay lại cái lớp, co nhẹ trỏ tay lại, co cái trỏ tay em lại, co nhẹ trỏ tay lại, đúng rồi, để cho nó đẹp hơn. Đẩy cái cơ đùi sau, cái đúng rồi, cái phòng này cứ mới nói đúng rồi chuẩn bị chụp hình rồi rớt rụng mất tiêu. Rồi đổi chân nào ha, ở bên này mỏi quá rồi đúng không? Rồi tôn lý nè, tôn lý đang đẹp nè, chút nữa mình ghi tên chụp hình cho Thi Thi sau. Tôn lý bị mất cái phần tay rồi em, lùi nhẹ ra sau. Rồi co nhẹ cái chỏ tay lại tôn lý, cho co cái chỏ tay trước á, đúng rồi. Hạ thấp xuống thủ ấn Shimura để nhìn cho nó đẹp. Rồi hạ xuống đi nhẹ nhàng cái lớp mình đổi bên nè. Rồi. Ai làm xong rồi chúng ta rung rung lắc nhẹ cái chân mình ha để trả cái cơ đùi trái của chúng ta nè. Rồi hít vào vươn hai tay lên cao. Lần này mình hãy đứng được lui về giữa thảm đi cái lớp mình. Để cho mình sẽ không bị đụng cái bức tường ở phía trước ha, có nhiều người thấy đụng cái bức tường ở phía trước. Chân phải chuẩn bị áp chặt chân trái xuống dưới sàn, hít vào nâng chân phải lên. Gối phải vuông góc vào phía trước. Gối phải vuông góc. Tôi coi ai mình. Chưa chưa chị Tú Văn ơi, làm từ đầu chưa? Làm từ đầu nào, chưa gì mà về về ấy rồi, gối phải vuông góc đâu. Đi từ đầu chứ. Rồi giữ. 3 2 một, tay trái nắm cái mé ngoài chân phải, căng tay căng chân về phía trước. Đúng rồi, thẳng cơ, thẳng toàn bộ cơ thể lên. Rất là tốt ha, mẫu đang làm tốt nè. Rồi tiếp tục, hạ hai tay ôm chân của mình luôn. Siết bụng lại rồi chúng ta mới giữ được thăng bằng. Rồi ai tốt nào, hạ bụng chạm ở trên đùi, kéo chân về phía trước, hạ bụng chạm trên đùi đi nào cả lớp mình, ai tốt ha, chưa hạ được, cố gắng. 3, mình không hạ được thì mình nâng lên cả lớp mình nha, để cho cái cơ đùi mình nó mạnh. Đây chị Ngô Thị Bảy đang đang kéo rất là thẳng nè, chụp chị Ngô Thị Bảy coi nào. Rất là tốt ha. Đúng rồi. 2 1. Rồi bắt đầu hạ thấp cái cơ đùi mình xuống. Tay trái kẹp sát mang tay. Tay phải nắm cổ chân phải. Tay phải đâu, nắm cổ chân phải. Đúng rồi. Tay trái kẹp sát mang tay. Lần lần hạ thấp người, chồm người về phía trước. Kéo căng toàn bộ hai cơ đùi. Kéo căng hai cơ đùi ra nào. Đúng rồi. Đẩy cái lồng ngực lên, mắt nhìn lên phía phía trước á, đúng rồi. Rồi, chị Ngô Thị Bảy xong. Tôi coi ai chưa chụp hình nè, Như Lam, Như Lam lên đi Như Lam. Hạ thấp người xuống, đúng rồi. Tư thế vũ công. Tách cái gối ra khỏi cái đằng gót chân á. Kéo cái gót chân ra xa cái mông ra nó mới đẹp. Cái tay mình đẩy cái gót chân ra xa mông. Đúng rồi, rồi nâng cái tay chạm tường lên một xíu để chụp hình cho nó đẹp thôi Như Lan. Đúng. Đúng rồi. Lê Hương. Không, ai chưa chụp nào, ai thì ráng chụp cho nàng này một tấm. Đúng rồi. Rồi xong ha, Như Lam xong nào. Thi Thi này chưa chụp được nè. Đúng rồi Thi Thi. Cả nhà mình cố gắng đẩy cái gót chân xe mông cho nó đẹp nha. Rồi chị Tú. Đúng rồi. Thi Thi cái vừa rồi rất đẹp mà chưa chụp hình thủ ấn cũng rất là đẹp luôn.
Này, chị Tú Văn nào. Co nhẹ cái chỏ tay phía trước lại. Chị Tú Văn, từ từ nào, chỏ tay phía trước co nhẹ. Chỏ tay phía trước co nhẹ lại đâu. Đúng rồi, mắt nhìn lên về phía trước. Đúng rồi. Tôi mới có nói đúng rồi, chưa kịp chụp gì hết mà có chụp rồi. Thu Hằng nè. Đúng rồi em, coi nhẹ chỏ tay phía trước. Chỏ tay phía trước coi nhẹ lại. Đúng rồi. Rồi. Nè, bạn Thu Hằng làm rất là tốt ha. Mắt nhìn lên, ngực mở ra. Đúng rồi, vũ công rất là đẹp nè. Tư thế của Thu Hằng này nha cả lớp mình. Đó, rồi cảm ơn Thu Hằng rất là nhiều ha. Mẫu làm tư thế này rất là tốt. Đâu rồi. Ai làm xong mình trả lại chân nha. Chị Thu nè. Chị Thu mẫu con đầu chưa chụp được nè. Mẫu đầu nè. Rồi. Đẩy mạnh cái gót chân ra sau. Đúng rồi. Rất đẹp nè. Rồi. Không, còn ai nữa chưa chụp hình? Trần Tâm đâu rồi? Rồi ai lại xong rồi mình hạ xuống dưới sàn đi chị ơi, cả lớp mình. Chị Thu chụp xong rồi. Tú Văn ha. Tú Văn đây. Rồi xong cái lớp mình. Rồi mời cái lớp đưa cơ thể mình ở trên tấm thảm đi ạ. Hít vào nâng hai tay hai chân lên cao. Rung rung lắc nhẹ tay chân của mình. Nãy giờ mình tập cái cơ đùi, hai cái đùi nó hơi bị mỏi ha, rung lắc nhiều lên. Rồi co gối về ngực, hai tay ôm nhẹ gối, kéo sát vào ngực. Cảm nhận là toàn bộ cái sống lưng được bám chặt xuống dưới sàn. Nâng gối, nâng áp chặt gối hay nâng trán chạm gối. Ôm gối lăn lưng trước sau trái phải đi cả lớp mình. Rồi mời cả nhà mình thư giãn nào. Hai chân tách lòng bằng mép thảm. Hai tay buông dọc theo thân, lòng bàn tay ngửa. Cố gắng tách hai cái mông, xương mông ra và cố gắng tách hai cái bả vai. Lắc lắc toàn bộ cơ thể để cảm nhận toàn bộ cột sống lưng được bám chặt xuống dưới sàn. Trả lại hơi thở bình thường cho cơ thể của mình. Hít vào thật chậm, thở ra êm. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra chậm rãi. Hít vào thật chậm, thở ra nhẹ nhàng. Yoga là ánh sáng. Một khi đã thắp lên thì không bao giờ tắt. Nếu bạn càng tập luyện, ngọn lửa trong bạn càng bừng sáng hơn.
thở đúng sẽ khỏe, thiền đúng sẽ trễ. Tịnh là bình an, định là hạnh phúc. Hít sâu, thở chậm. Hãy biết ơn hơi thở. Hãy thầm biết ơn cuộc sống này. Biết ơn giây phút để giúp mình tỉnh tại của ngày hôm nay. Hít một hơi thật sâu. Thở một hơi thật chậm. Mời cả lớp mang ý thức quay trở lại căn phòng. Rung lắc nhẹ đôi chân. Cử động nhẹ đôi tay. Hai chân khép sát. Hai tay vươn qua khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, vươn căng, duỗi căng toàn bộ cơ thể ra nào. Thở hạ tay xuống nhẹ nhàng. Xoay mặt bên trái, áp thái dương trái xuống dưới sàn. Chậm rãi xoay mặt sang phải, áp thái dương phải xuống dưới sàn. Hướng mặt về chính diện, co nhẹ một bên, nâng người ngồi dậy. Ổn định lại cơ thể. Hít vào, vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên trần. Chắp hai tay, kéo hai tay về phía trước ngực. Mắt nhắm nhẹ, cằm hướng nhẹ về xương ức. Mời cả lớp cùng cầu bình an. Trong tâm tôi luôn niệm câu Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti có nghĩa là cầu bình an. Tôi cầu bình an cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nào cả lớp. Namaste. Xin chào cả lớp. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả lớp đã đồng hành với Nguyễn Huyền trong 60 phút của ngày hôm nay.